Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự. Động thái này của Washington dường như để gửi thông điệp răn đe tới Iran. Chiến sự giữa Ukraine và Nga đang có nhiều đột phá mới. Hai bên đang tập kích vào nhau với quy mô lớn và hết sức ác liệt. Ukraine còn tung ngón đòn mới nhằm lật ngược thế cờ. Bên cạnh đó, nhận thấy chiến dịch tranh cử của mình có phần ảm đạm do vướng vào kiện tụng, ông Donald Trump đã quyết định biến luôn phiên tòa hình sự thành một sự kiện tranh cử. Sau Thế chiến II, nhân loại đã chứng kiến những cuộc khủng hoảng kinh tế, những cuộc chiến trên thương trường. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng ta phải chứng kiến những cuộc chiến mang tới nhiều đau thương và mất mát như trong thời điểm hiện tại. Để hiểu hơn về những sự kiện trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bản tin ngày hôm nay nhé. Đây là chuyên mục tin nóng của Battlecry Khám Phá, nơi sẽ phân tích và cập nhật những tin tức quốc tế nổi bật nhất. Trong những bản tin lần trước, chúng ta đã cùng phân tích về phản ứng của Mỹ trước các động thái của Iran với Israel. Mỹ, với vai trò là một người anh cả, luôn khuyên răn người em của mình là Israel nên có những hành động kiềm chế trước sự khiêu khích của Iran. Đến bản thân Mỹ cũng luôn phát biểu rằng mình sẽ không can thiệp cùng Israel để tấn công Iran. Động thái rõ ràng gần đây nhất cũng chỉ là một lệnh cấm vận về kinh tế. Thế nhưng, mới đây, theo tờ Business Insider thì 12 trong số 20 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của không quân Mỹ đã cất cánh khỏi căn cứ không quân Wiseman ở Missouri trong tuần này, kết thúc cuộc diễn tập thường niên Spirit Vigilance. Đây là đợt phô diễn sức mạnh lớn nhất của máy bay B-2 nhằm thể hiện khả năng và sự sẵn sàng chiến đấu của loại máy bay này. Hoạt động phô diễn của phi đội B-2 của không quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang leo thang căng thẳng sau các vụ tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran. Động thái này của Mỹ lập tức dấy lên nghi vấn rằng Mỹ đang phô diễn sức mạnh quân sự để cảnh cáo Iran. Và điều này có đồng nghĩa với việc rằng Mỹ sẽ làm trái lời tuyên bố trước đó và sẽ sát cánh trên mặt trận quân sự với Israel không? Chúng ta chỉ có thể đợi thời gian trả lời thôi. Vậy thì máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ có uy lực thế nào mà để các nước dè chừng tới vậy? Theo phía không quân Mỹ, B-2 có thể tung ra hỏa lực cực lớn chỉ trong một thời gian ngắn ở bất cứ đâu trên toàn cầu và có thể qua mặt bất cứ một hệ thống phòng thủ nào vốn trước đây từng được coi là bất khả xâm phạm. Ngoài ra, với khả năng tàng hình, B-2 có thể thực hiện những sứ mệnh mà nhiều máy bay khác như là kể cả máy bay ném bom B-52 hay B-1 không thể làm được. Trong một thời gian dài, nó là một loại máy bay ném bom tàng hình duy nhất trên thế giới. Hơn nữa, Mỹ đang đạt được tiến bộ về máy bay ném bom tàng hình mới B-21 Raider. Máy bay thế hệ mới này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Trong kịch bản Mỹ sẵn sàng can thiệp trên mặt trận quân sự thì lý do chính chưa chắc đã chỉ vì bảo vệ Israel. Có một yếu tố quan trọng nữa tác động tới Mỹ, đó là Nga. Điều này được căn cứ vào thời điểm mà Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự chỉ sau khi Nga tuyên bố công khai ủng hộ Iran đúng một ngày. Không chỉ vậy, từ Tổng thống Joe Biden lẫn cựu Tổng thống Donald Trump đều cho rằng sự tồn vong của Israel và Ukraine vô cùng quan trọng đối với Mỹ. Hiểu một cách đơn giản thì nếu hai nước này bại trận thì vị thế của Iran và Nga sẽ lên rất cao và Mỹ chắc chắn không muốn chuyện này xảy ra. Ở một diễn biến khác, từ khi có thông báo gói viện trợ 61 tỷ đô sắp tới tay, có vẻ như nhuệ khí của quân Ukraine đang tăng cao hơn hẳn. Ukraine đang tung ra những đòn đánh mới. Họ tập kích tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Nga với hy vọng những trận đánh kiểu này có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Cụ thể, các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã được Ukraine sử dụng để tập kích sân bay Zakhoi của Nga ở phía bắc của Crimea. Đòn đánh kiểu mới này đã cho thấy vai trò quan trọng của tên lửa đạn đạo tầm xa trong cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Cụ thể ở đây là giúp cho Ukraine có thể đánh sâu vào phần lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, hôm 18 tháng 4, vụ tấn công nói trên vào sân bay Zakhoi đã làm hư hại 4 bệ phóng tên lửa, 3 trạm radar và nhiều khí tài khác. Số máy bay bị đánh trúng hoặc bị phá hủy sau cuộc tập kích hôm 17 tháng 4 đang được làm rõ thêm. Truyền thông Nga cũng đưa tin, tòa nhà dân sự ở làng Poros bốc cháy do trúng hai thiết bị nổ, khiến hai dân thường thiệt mạng. Loạt đòn đánh còn khiến cho một tòa nhà và một ngôi chuồng trại bị thiêu rụi, gây hư hại nặng cho một tòa nhà khác, song chưa có báo cáo thiệt hại về người.
Ukraine coi đây là một sự thành công trong thời điểm mà nước này đang phải chịu những đợt tấn công ác liệt từ phía Nga. Tổng thống Zelensky còn cảm ơn các quân nhân tham gia vào vụ tấn công chính xác này. Chiến dịch tên lửa đạn đạo này đã búp năng lực tấn công tầm xa cho Ukraine trở nên linh hoạt hơn và nhanh chóng hơn rất nhiều. Trước đó thì nó cũng đã giúp cho Ukraine đánh sập những cây cầu quan trọng, vô hiệu hóa các trận địa tên lửa đối không của Nga, cũng như đánh chìm một số tàu hải quân, gây hư hại cho nhiều cơ sở chỉ huy và kiểm soát của quân Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ xuất các quả tên lửa ATACMS mới hơn với tầm bắn xa hơn sang Ukraine nhằm giúp nước này thay đổi cục diện xung đột với Nga trong vòng 25 tháng qua. Cả Mỹ và Ukraine đều kỳ vọng nỗ lực này sẽ làm suy giảm năng lực không kích của Nga. Tuy nhiên, kỳ vọng này sẽ có tính khả thi cao hơn nếu như thực hiện với một nước khác, còn đặt vào Nga thì chưa chắc. Ukraine đã phóng hàng chục UAV tấn công vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, gây ra nhiều vụ nổ. Chúng ta cũng phải nhắc tới việc Moscow đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo hành trình tập kích vào Ukraine. Không quân Ukraine cho biết lực lượng của Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 2 tên lửa S-300, S-400 và 2 quả đạn KH-59, KH-69 nhắm vào lãnh thổ của Ukraine. Lực lượng phòng không của Ukraine đã phá hủy 2 tên lửa KH-59 và KH-69, thế nhưng đã không chặn được quả Iskander-M, S-300 và S-400 nào. Truyền thông của Ukraine sau đó đã lập tức phải đưa tin đã xảy ra các vụ nổ ở thành phố Zaporizhia và Odessa sau khi có còn cảnh báo về tên lửa. Vẫn chưa rõ thiệt hại sau loạt vụ tập kích của Nga. Chưa kể, phía Nga thì gần như 100% chống đỡ được các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Phòng không của Nga đã đánh chặn tổng cộng là 50 UAV tự sát của Ukraine. Trong đó thì có 26 chiếc tại tỉnh Belgorod, 10 chiếc ở Bryansk và 8 chiếc ở Kursk. Số còn lại thì bị hạ tại các tỉnh Tula, Smolensk, Ryazan, Kaluga và cả Moscow. Moscow có thể đang gặp khó khăn trước các cuộc tấn công tầm xa của Kiev. Tuy nhiên, khí tài quân sự của Ukraine hiện tại thì vẫn chưa thể nào áp đảo được Nga. Nước này thì vẫn cần phải chờ sự bù đắp của phương Tây, mà cụ thể là anh lớn Mỹ. Và tình hình tại nước Mỹ thì cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Tiêu điểm gần đây nhất là việc các gói viện trợ có được thông qua hay không. Một nhân vật đã chiếm spotlight trong suốt thời gian vừa qua đang trở nên mờ nhạt, không ai khác ngoài cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có nhiều ý kiến cho rằng sự trở lại của ông Trump trên con đường đua vào Nhà Trắng đang hạ nhiệt. Những phát biểu mang tính lặp đi lặp lại của ông tại các sự kiện tranh cử đã không còn cho thấy tính hiệu quả thu hút được cử tri như hai đợt tranh cử trước đó. Tần suất xuất hiện của vị cựu Tổng thống trên các nền tảng mạng xã hội cũng đang giảm đi đáng kể sau khi mà Twitter hạ lệnh cấm cửa ông trong một thời gian dài vì vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thua kèo này thì ông lại bày kèo khác. Vị cựu Tổng thống ồn ào này đã không để việc đó tiếp diễn. Ông đã tận dụng chính bất lợi của bản thân để nâng cao độ nhận diện của mình. Dù không được lên sóng, thế nhưng vụ hầu tòa của ông Trump tại New York vẫn nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền thông thu hút được sự chú ý của đông đảo cử tri. Sức nóng từ phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu Tổng thống đang giúp ông chủ cũ Nhà Trắng duy trì sức ảnh hưởng trong cuộc tranh cử năm nay. Trong những ngày đầu của phiên tòa, ông Trump tận dụng tối đa thời gian lên hình ít ỏi bên ngoài phòng xử án để chỉ trích các quyết định, các phán quyết của thẩm phán và cáo buộc đối thủ chính trị Biden có liên quan tới các vụ án hình sự của ông. Đội ngũ tranh cử của ông Trump cũng liên tục truyền tin trực tiếp về tình hình xét xử bên trong phòng xử án tới những phóng viên đang chờ sẵn bên ngoài, đồng thời chia sẻ các bài phát biểu, bình luận của ông Trump về thẩm phán, về công tố viên và về cả đối thủ Biden trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Và con bài truyền thông này dường như đã có hiệu quả. Ông Alex Conan, người từng là trợ lý trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết, ông Trump đang tận dụng tối đa sự chú ý của truyền thông. Chiến thuật này tuy rất khác thường, thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nó quả thực là có tác dụng trong các phiên tòa dân sự trước đó. Ông Conard cũng cho biết, việc ông Trump liên tục tấn công thẩm phán và công tố viên trong phiên xét xử hình sự là một phần của kịch bản nhằm làm suy yếu tính hợp lệ của các thủ tục tố tụng trên mặt trận truyền thông. Mục đích cuối cùng của vị cựu tổng thống này vẫn là nâng cao hình ảnh của bản thân
trong mắt của công chúng. Hiện tại, trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn là ứng cử viên tiềm năng nhất khi có tới 93% đảng viên đảng này cho rằng vụ truy tố kiểu này chủ yếu mang động cơ chính trị là chính. Ngoài cáo trạng hình sự ở New York, các khảo sát khác cũng cho thấy đa số đảng viên Đảng Cộng Hòa được hỏi tin rằng ông Trump không có tội trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Nhiều cử tri cũng bị quan điểm của cựu tổng thống này thuyết phục. Một cuộc khảo sát của Associated Press công bố trong tuần này cho thấy khoảng 2/3 số người được hỏi đứng về phía ông Trump, trong khi chỉ 1/3 tin rằng các thẩm phán và các công tố viên đang làm đúng luật và đối xử công bằng với cựu tổng thống. Bất chấp phiên tòa xét xử ở New York và 3 vụ án hình sự khác, cựu tổng thống Donald Trump vẫn dẫn trước đối thủ Biden tại nhiều bang chiến trường quan trọng có khả năng quyết định tới kết quả cuộc bầu cử, mặc dù khoảng cách thì đang thu hẹp dần trong những tuần gần đây. Sau phiên tòa này, ông còn có phát ngôn gây sốc: "Phiên tòa này là một trò hề, vì họ chỉ muốn chặn đường tranh cử của tôi thôi. Do đó, tôi đã lựa chọn địa điểm này để gặp mặt các cử tri. Tôi rất vui vì có thể trò chuyện với mọi người tại đây." Có thể nói rằng, ông Trump là một bậc thầy trong việc biến bản thân mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Dù cách thức của ông đôi khi gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên, những việc ông làm thì cũng giúp mọi người giảm bớt căng thẳng hơn trước nhiều thông tin tiêu cực gần đây. Không quá ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy như vậy, vì có thể chỉ trong nay mai hoặc vài giờ sau bản tin này, một cuộc chiến với quy mô khác lại được nổ ra và kéo theo rất nhiều thiệt hại. Chúng ta hãy cùng đón chờ cho những bản tin nóng hổi tiếp theo. Bản tin ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.